Con chào thầy ạ. Lời đầu tiên con xin chào thầy và chúc thầy một buổi chiều vui vẻ nha. Thì con làm cái video này để con giới thiệu cho thầy một cái lô đất ở Vĩnh Hiệp, Nha Trang. Thì cái đường này đường 23 tháng 10. Cái từ này mình về Nha Trang là khoảng 5 đến 6 phút thôi. Đó, thì đây từ chỗ này mình lên chỗ đi lên thêm khoảng vài trăm mét nữa là mình sẽ gặp cái bến xe phía Nam á thầy. Đó thì thầy muốn con kiếm cho thầy một cái lô đất ở tầm 1 tỷ đổ lại mà cái thế đất nó cao, ráo, đẹp. Đó thì con mới kiếm được cái lô này giá khá là ok. Đó thì nó cách cái mặt đường 23 tháng 10 này nè là khoảng 180 mét thôi. Đó bây giờ thì con chạy xe vô trong đó con quay cho thầy xem nha. Đó thì cái lô đó nó nằm ngay cạnh con đường quy hoạch 30 mét chạy thẳng giao với con đường 23 tháng 10 và con đường Võ Nguyên Giáp luôn. Đó thì cái miếng đất là nó sẽ mình sẽ đi vô con đường này. Thì cái miếng đất này là cái thế đất nó rất là cao, nó cao hơn so với mặt bằng xung quanh đó. Cho nên là chỗ này mình xây nhà mình ở cũng ok, không có lo bị ngập nước. Đó, con sẽ quay cho thầy xem. Có nhiều lô rẻ hơn nhưng mà cái vị trí nó rất là xấu, với lại là cái mặt bằng xung quanh nó thấp, dễ bị ngập nước. Đây, cái đất con là nó nằm ngay chỗ cái nhà kia, cái tòa nhà kia. Đó thì thầy có thể xem là xung quanh nè. Đó, chỗ này là cao hơn xung quanh. Xung quanh đây là chỗ này là cái cánh đồng, cái ruộng ngày xưa. Đó, nó cao hơn xung quanh. Chỗ này người ta đã xây nhà sẵn rồi, đã xây nhà ở sẵn rồi. Đó, thì bây giờ con chạy xe tới chỗ cái miếng đất con quay cho thầy xem nha. Cái chỗ này cái thế đất cao hơn xung quanh nhiều lắm. À, ngay chỗ cái miếng đất là có quy hoạch con đường mở rộng tới 30 mét nữa. Ở xung quanh này khu dân cư hiện hữu rồi thầy. Đường này là đường vô. Đó. Thì cái đường này nè, cái đường này là sẽ được quy hoạch mở rộng là thành con đường 30 mét nha thầy. Đó, con đường này là sẽ được quy hoạch mở rộng là 30 mét là kết nối đầu này là sẽ ra 23 tháng 10. Đó, còn có hướng ngược lại này sẽ ra tới đường Võ Nguyên Giáp. Đó, cho nên cái vị trí đất này mình mua mình ở cũng rất là ok. Và mình vừa mua mình ở, hoặc là mình đầu tư mình ở sau lâu này, sau này cái mình muốn đi tìm chỗ khác để mình mua mình ở thì mình vẫn bán được rất là được giá hơn những cái chỗ khác. Đó là chỗ này thế đất nó cao, mình ở mình yên tâm, không có lo bị ngập nước hay là ngập lụt mưa bão, mình không có sợ. Đó thì cái lô con muốn giới thiệu cho thầy là nằm đây, cái miếng này. Đó. Cái đường hồi nãy con vô kìa, nó đi ra đó. Đó, từ đây ra đó khoảng 180 mét thôi, từ đây ra đường 23 tháng 10 á. Thì cái miếng đất con muốn giới thiệu cho thầy đây. Đây là có miếng này là ngang 5 mét, dài 12,4 mét. Cái miếng này là có diện tích là 62 mét vuông nha thầy. Thì cũng có nhiều cái miếng đất nó rẻ hơn miếng này, nhưng mà nó nằm ở vị trí rất là xa, nó nằm ở xa 23 tháng 10 đó, mình vô cũng phải là hơn gần 2 km, có khi hơn 2 km. Với lại là cái thế đất thì nó lại nằm sát mặt đường. Nó nằm sát mà bờ ruộng á quý vị. Đó đó thầy ạ. À, mấy cái khu trong Bình Thạnh, Lĩnh Trung trong kia có nhiều chỗ đó rẻ nhưng mà nó nằm thấp lắm, cái vị trí thấp, mình phải xây 2 tầng 3 tầng thì mình mới tránh lụt được. Mà thì cái chi phí xây nó sẽ cao hơn. Còn chỗ này mình chỉ cần xây nhà cấp 4 thôi là cũng đã an tâm, là không bị ngập nước rồi, tiết kiệm tiền xây dựng cho mình. Bởi vì bây giờ là cái chi phí xây dựng bây giờ là nó cao hơn ngày xưa rồi. Đó. Thì cái miếng này đây nè thầy, ngang 5 mét từ cái móc này nha. Con đi qua đây. Đó. Đi qua cái chỗ này có cái móc sẵn rồi, có cái đó, có tường gạch, có cái bờ gạch á, xây sẵn rồi thầy. Tới đây là ngang 5 mét, sâu vô là 12,5 mét á. Thầy con sẽ gửi sổ cho thầy xem. Đó, cái miếng đây đó, xung quanh khu dân cư hiện hữu nè. Từ chỗ này mà mình ra 23 tháng 10 là khoảng 180 mét thôi. Đó. Thì cái chỗ kia là có con đường quy hoạch 30 mét. Đó.
Nó sau này chỗ đó khu vực này sẽ rất là phát triển. Đó chỗ con đường nó làm ra thì giá đất khu vực này chắc chắn sẽ tăng rất là nhiều. Đó và giao thương thông thoáng, mình dễ dàng đi ra 23 tháng 10 cũng như là ra Võ Nguyên Giáp. Đó, gần bến xe, gần trường học, trong bán kính 1 km là có đầy đủ tất cả các tiện ích dân sinh luôn. Điện đường trường trạm, trường mầm non cấp 1, cấp 2, cấp 3 nè. Chợ nè. Đi xuống chợ ga thì khoảng 1 km. Ở gần đây cũng có chợ ở dưới chỗ này nữa, cách đây khoảng 500 m là cũng có một cái chợ nữa. Chợ Bến Hiệp đó. Khu này rất là yên tĩnh đó thầy. Dân cư không có đông lắm. Khu dân cư hiện hữu. Khu này yên tĩnh này, không có ồn ào. Nhiều chỗ dân cư đông quá thì lại ồn ào. Khu này người ta xây nhà rất là đẹp luôn thầy. Và giá của miếng này thì rất là ok, giá chỉ có 15 triệu một mét thôi thầy. Thì tổng tổng tiền của lô này là 930 triệu. 930 triệu thì cũng có nhiều lô nó rẻ hơn nhưng mà cái vị trí nó xấu hơn, là nó chỉ ngang cái bờ ruộng kia thôi, mà những cái miếng đất mà nó ngang bờ ruộng vậy nó rất dễ bị ngập nước. Mình sẽ phải tốn một số tiền rất là lớn để mình xây cái nhà cao hơn, mình xây cái móng cao hơn. Hơn mặt đường thì nước nó không vô, mà tiền xây móng cũng mấy trăm triệu rồi, nó bù vô tiền đất thì cũng như như không. Vậy thì mình mua mấy chỗ này nè, mình yên tâm ở hơn đó. Mình xây chỉ còn một nhà cấp 4 thôi là đã cao hơn xung quanh rồi. Với lại là đặc biệt là cái miếng này nó ra 23 tháng 10 có 180 mét thôi, cực kỳ gần luôn. Đó. Thì con hy vọng là cái miếng đất này sẽ là phù hợp với thầy, và chắc chắn là khi mà thầy tới đây coi thì thầy thích. Thì hiện tại thì chỉ còn có một lô duy nhất rồi thôi nha thầy, mấy lô kia bán hết rồi. Đó cho nên nếu thầy mua thì thầy gọi cho con. Đó mình cọc cho con luôn. Con cảm ơn thầy nha. Cảm ơn thầy đã ủng hộ và tin tưởng vào sự tìm kiếm của con. Con cảm ơn thầy. Thầy nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ con nha thầy. Bây giờ con về đây.